đến từ game 20 Block, có thể bạn chưa biết phần 2. Nếu bạn là một người ưa thích thể loại chạy nhảy parkour các thứ thì đây là một tựa game rất phù hợp với bạn. Chào mừng đến với Untitled Tag Game. Cái tựa game này các bạn cần phải có những kỹ năng parkour và né thật là điêu luyện. Trong game các bạn có thể chia lập hai phe, đó là phe Tagger và phe Runner. Đối với những Tagger, các bạn phải chạy quanh map và tìm cách bắt những Runner. Còn đối với Runner, các bạn phải chạy được nhanh và tìm những cái kỹ năng parkour đỉnh nhất để có thể chạy trốn khỏi những người Tagger. Game cực kỳ đơn giản và dễ hiểu, phù hợp với mọi người chơi trên Roblox. Ngoài ra, game còn có những chế độ khác nhau, ví dụ như là Infected, nơi một người sẽ làm zombie và họ sẽ truy đuổi những người còn lại, cố gắng lây nhiễm nhanh cho họ. Hãy vào chơi thử và tìm hiểu thêm nhiều chế độ mới. Còn game nào các bạn muốn review hãy để xuống dưới phần comment nha.